Đối với bảng chữ cái tiếng Anh có tất cả 26 chữ, nhưng nó có đến 44 âm. Những chữ nó có 44 âm chẳng hạn như chữ chữ A nó có âm A và âm A. Vì sao nó có những cái âm khác nhau như vậy? Tại vì trong tiếng Anh nó có nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Trong cái bài đọc hôm nay, Thủy sẽ hướng dẫn các bạn đọc nguyên âm ngắn thôi ha. Và nguyên âm dài mình sẽ phân tích sau. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn đọc theo mình nha. G H H M M N N A Z, z.